con người lệ á. Vâng ạ. Tức là học cùng với các con thú lúc đấy á hay là thế nào? Không, trường thủ lệ ạ. À, tức là gần chỗ vườn hoa thủ lệ gì? Con công 10 tuổi ạ. Ừ. Con chả có thật sự. Không, cô không đồng ý thế. Hai bạn nào cũng có thật sự. Thôi, con đi về. Không, đứng lại. Con có sở thích gì con nói không nghe nè. Con thích nhất điều gì nè? Con thích nghe nhạc. Nghe nhạc đó, thích nghe nhạc gì? Không biết. Không biết đấy. Đây con. Đây nào, cô sẽ bật nhạc cho con nghe nhá. Ôi. Thế bây giờ cả nhà đặt biệt danh cho bạn này đi. Không. Cô nghe con nói chứ. Cô nhạc đúng không? Rồi, con hỏi. Nói lắm con. Con tên là gì đã không? Con tên là gì? Đứng nghiêm. Đứng nghiêm đúng.